vị khách bất ổn. Em bên em làm của thành lập công ty đúng không? Đúng rồi chị. Em thì đang thành lập công ty. Dạ em mời chị ngồi. Để em nghe qua. Dạ chị muốn thành lập về công ty như thế nào? Chị cần như ra sao chị? Bằng bằng trên chip. À dạ. Em cho chị cái mật khẩu wifi bên em đi. À dạ dạ. Đây để em nhập cho chị. Rồi nhập thêm chị đi. Dạ. Dạ xong rồi chị. Em nhập chị thì thêm một cái này nữa nha. Dạ. Tư vấn với chị về công ty thành lập nha. Mình chờ chị xíu nha. Để chị mở lên live stream cho tất cả các fan hâm mộ chị biết là chị đang muốn thành lập công ty. Chờ chị xíu nha. Hello mọi người ơi, Hà đang chuẩn bị thành lập công ty nè. Và đây là bạn sẽ tư vấn cho Hà về việc thành lập công ty đó. Chị vậy chị. Sao? Chị live stream xong chưa ạ? Sao vậy thì vừa live stream rồi em vừa tư vấn chị luôn để mọi người đều biết luôn. Nhưng mà bây giờ là tới giờ công ty em tan làm rồi. Thì sao? Bây giờ em phải về. Nên em sẽ bàn giao cho chị nguyên cái công ty, cái văn phòng này để chị live stream cả đêm luôn cũng được. Xong rồi có gì sáng mai em quay lại em tư vấn cho chị tiếp nha. Bàn giao cho chị nguyên cái công ty, cái văn phòng này để chị live stream cả đêm luôn cũng được. Xong rồi có gì sáng mai em quay lại em đi với chị tiếp nha. Oh.